Em muốn hỏi là về cái cách dự đoán cái bài viết ăn hay không ăn. Thì trước đây em là có thuê một bạn chạy hộ. Thì kinh nghiệm thâm niên của bạn thì em không biết. Thế nhưng mà bạn ấy có một cái là bạn ấy dự đoán được là hôm nay cái bài viết này sẽ ăn. À, bạn ấy dự đoán được hôm nay bài viết Đúng này rồi, ăn. đúng rồi. Mà có em theo dõi thì đúng là như thế thật. Khi mà chạy ra thì nó ra kết quả thật. Thì bây giờ làm thế nào để mình có cái tư duy như thế? Đây, nó liên quan đến việc là hiểu giữa chốt sale và hiểu giữa marketing. Lấy ví dụ nhá, ở dưới như này thôi. Dự kiến ngân sách hôm nay tôi định đẩy vào là 10 triệu một ngày, và doanh thu dự kiến của tôi sẽ là 50 triệu. Hôm nay tôi đẩy là đến trung bình một ngày là đẩy 10 triệu đúng không? Hôm nay tôi đẩy là 5 triệu thôi mà tôi đã thấy doanh số của tôi là 40 triệu. Tức ngày hôm ấy tôi ăn đúng không? Vâng. Mà ngày hôm ấy tôi đẩy luôn 20 triệu để tôi ăn được 70 triệu. Vâng. Thế đấy là tính toán về phần doanh số. Đúng không? Vâng. À, tức là ví dụ như là 10 triệu thì một ngày, thế là đến trưa là biết luôn là Khánh ăn thua rồi đúng không? Thế đến trưa mình có thể tăng ngân sách. Bởi vì nếu mình tăng ngân sách lên nhá thì lúc đấy cùng lắm là mình hòa, hai là mình rất lãi. Vâng. Thì đây là nó dự đoán từ cái đấy. Hiểu này không em? Đấy, đấy là về phần doanh số. Hiểu rồi này không? Vâng. Hai nữa là có một cách nữa, nó liên quan đến sale. Bây giờ ví dụ như câu hỏi là tôi bán thiết kế nội thất này chẳng hạn. Tôi hỏi khách là thế nhà anh bao nhiêu mét vuông? Cho em xin số điện thoại em kết bạn rồi em thiết kế qua cho anh được không? Ông ấy cho số điện thoại. Và ngày hôm ấy mình nhìn thấy rất nhiều thằng đang cho mình số điện thoại. À, tức là rất tiềm năng đúng không? À. Mình tăng mẹ ngân sách lên để xin được số điện thoại nhiều hơn. Vâng. Hôm sau không xin được số điện thoại đúng không? Giảm mẹ ngân sách xuống. Bởi vì nó không có khách. Vâng. Đây, đấy là do khách. Đây là liên quan đến chốt sale. À. Hiểu chưa? Vâng. Thì là có những cái thống kê. Cái này thường ở trong level 2 là những cách thống kê khác để phán đoán được ngày hôm ấy nó ổn hay không ổn. Số 1 là theo doanh số. Vâng. Số 2 là theo bộ câu hỏi. À, có bao nhiêu người trả lời qua câu hỏi này thì được quyền tăng ngân sách. À, có bao nhiêu người không trả lời qua câu hỏi này thì phải giảm ngân sách. À. Để kê theo câu hỏi. Dạ. Để giờ thì nó lại phải liên quan đến sale. Tức là marketing phải làm việc với sale. Hoặc là bạn marketing thì biết sale, bạn biết luôn là à, cái tỷ lệ khách ngày hôm nay như thế nào. Hiểu không chưa? Vâng, vâng. Đấy nhá. Dạ, vâng ạ. Ờ, tại sao có những cái tài khoản nó chạy quảng cáo nó ra đơn rất ngon, và có những tài khoản quảng cáo mẹ chạy ra đơn như cứt. Có mấy nhân viên, bạn có mấy nhân viên? Ờ, hiện tại có một nhân viên thôi đúng không? Thế thì tuyển mẹ 10 thằng mới biết thằng nào ngu, thằng nào khốn. Tại bạn dạy nó như thế nào. Vậy đúng không? Bạn có một thằng nhân viên, bạn chẳng may bạn tuyển được nó. Vì nó là một thằng nên là bạn dồn toàn tâm toàn lực để dạy nó làm được như bạn. Và đến cuối cùng nó đạt được kỳ vọng của bạn là nó làm được. Bạn dạy 10 thằng nhân viên, trong 10 thằng đấy tư duy nó khác, kỹ thuật nó khác, lối suy nghĩ nó khác, hướng nội hướng ngoại nó khác. Thì có những thằng cùng được dạy cái quy trình đấy thì nó làm được. Nhưng có thằng cũng cái quy trình đấy nhưng cuối cùng lại không làm được, do cái thái độ nó làm không tốt, đúng không? Do bạn dạy nhưng mà không biết là nó có hiểu đến đâu thì bạn cũng không kiểm tra lại. Đấy, đấy đấy là do tài khoản. Thì tức là cái tài khoản ngu hay không ngu nó đến từ cái việc là, một là sàng lọc, hai là đến từ cái việc mà mình dạy nó như thế nào. Giống như con AI ở trên lớp của mình với chị Ngọc ấy, khôn đúng không? Đây là mình được huấn luyện rồi, con ấy được huấn luyện đi theo cái màu sắc phong cách của mình rồi. Đó là mình hỏi, nó sẽ trả lời đúng ý của mình. Còn các bạn tự mua một con AI ở bên ngoài vào mà các bạn không học cách huấn luyện, không học cách cốt, không học cách cài đặt nó để nó đi theo phong cách của mình, thì mình hỏi một đằng, nó trả lời một lẽo, thì mình bảo là à, mẹ con này nó còn ngu hơn mình. Hiểu không chưa? Nhưng thực tế là mình không biết cách dạy nó. À, bây giờ ví dụ như là à, có những thằng thích học bằng cái cách là đọc sách. Bạn có thích đọc sách không? Ừ, bạn rất thích đọc sách nhưng mình không thích đọc sách. Tức là đưa cho mình cái cuốn sách đấy. Ở cuốn sách này là mẹ mày đọc xong là làm một content này, chốt được sale này, làm marketing, bạn rất thích. Tức là bạn thích đọc sách, bạn đọc bạn ngộ được. Nhưng mình không, mình đọc sách mình đóng mẹ nó não luôn, mình ngủ luôn. À, mình bảo là bạn phải đọc cho tôi nghe cơ. Tức là mình học bằng hình thức nghe. Thì lúc đấy là tôi lại vào, lúc đấy mình lại vào, học rất là vào. Hiểu không chưa? Thì đây là hình thức học. Hiểu không chưa? Thế đấy là con người là hình thức học, AI là hình thức học. Còn với tài khoản ấy là cái nội dung mà bạn định học, cho nó học là gì, target là gì nhá, rồi là bài viết nào nhá. Rồi ví dụ bạn tuyển nhân viên vào, bây giờ tuyển 10 đứa nhân viên mới tinh vào, thử việc 10 ngày có phải trả lương không? Có, cái tài khoản để huấn luyện được nó ngon ấy thì theo bạn có phải trả tiền để nó chạy, để nó khôn hơn không? Có,
cái đấy thì một con tài khoản mẹ đưa 500.000 vào thấy con này nó ngon quá, xong cũng 500.000 đấy đưa vào con tài khoản kia thấy nó ngu quá, thế là sai. Biết đâu 500.000 nó chưa đủ để nó học xong rồi sao? Thì sao một con tài khoản ngu hay không ngu nó phải tiêu được khoảng tầm 5 triệu, thì biết là nó ngu hay nó không ngu. Có vợ chưa đấy, nhảy một phát có chửa luôn đấy, là con ấy may mắn. Con phải nhảy đến tận 5 lần bắt đầu mới có chửa, nó phải đúng ngay cơ. Thì không sao, nó phải học nó là thế. Thì không sao, là ví dụ như sau một thời gian mình chạy thì cái tệp khách hàng của mình ở trên page nó đã ghi nhận là được báo rồi hòa. Đấy, thì bây giờ làm sao để mình cho cái page đấy nó tiếp cận được với cái tệp mới? Làm sao để cho cái page đấy tiếp cận với tệp mới? Vâng. Hỏi lại em à? Tức là sau một thời gian mình chạy thì cái tệp đấy nó cái page nó ghi nhận được cái tệp khách hàng, gọi là tệp khách hàng A rồi. Thì bây giờ làm sao để mình cho cái page đấy nó tiếp cận được với cái tệp khách hàng B khác so với tệp khách hàng cho A. Sang tập khách hàng B. Vâng. Một cái tập khách hàng hoàn toàn mới. Cái này là điều hướng về phần target. Có hai cái, ví dụ như là đầu tiên là bạn chạy quảng cáo, bạn hướng cái tập khách hàng là làm đẹp. Và sau một thời gian nó bão hòa, nó được khoảng tầm 1 triệu người ở trong đấy. Bây giờ bạn muốn có thêm 500.000 người mới. Và cụ thể 500.000 người này đang thích về đi du lịch, gọi là đi du lịch ngoại. Đúng không? Đúng ạ. Làm sao để tiếp cận những người mới? Đầu tiên là cái target nó phải là những người mà thích đi du lịch ngoại. Nói xoay cái nội dung là người ta thích xem. Thì độ là cách tiếp cận, ví dụ nhá. Vâng. Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Đài Loan. Wow. Chỉ với 15 triệu đồng 5 ngày 5 đêm. Bạn có thích cái nội dung này không? Vâng, có. Thế đấy, tiếp cận xong rồi. Dạ. Xong luôn. À. Nếu bạn chỉ nghĩ về việc là làm nào để bán hàng thì bạn sẽ chỉ giải quyết được các vấn đề liên quan đến sản phẩm. Còn ví dụ trong cái cuốn sách đấy, có mua sách không? Có. Trong cuốn sách đấy là tôi giải quyết vấn đề của thị trường. Bạn có vấn đề gì tôi cũng nói được. Bạn có mong muốn gì tôi cũng nói được. Tức là tôi giống y hệt một con ChatGPT, một người toàn năng. Nên tôi có thể giải quyết được toàn bộ vấn đề của bạn. Tức là ngày hôm nay bạn thích về quảng cáo Facebook, tôi giúp đỡ bạn. Ngày mai bạn thích vấn đề về TikTok, tôi cũng giúp đỡ bạn. Bởi vì tôi là người giải quyết toàn bộ vấn đề của bạn. Vâng. Hiểu không? Dạ vâng. Em mua sách rồi thì nhớ đi nhớ xem cái video ở trên đấy này. Dạ. Thì nó có cái phần vẽ chân dung khách hàng. Bạn đang cần một cái tập khách hàng mới, được gọi là tập khách hàng lạnh. Em về tập khách hàng lạnh, vấn đề của họ là gì? Thì mình dùng cái mồi để mình thu nó đến với mình. Vâng. Hiểu này chưa? Vâng. Ok nhá. Rồi em cảm ơn thầy.